Xin chào, tôi là Tamika và tôi là Christy. Chúng tôi là biên tập viên của tạp chí Lowe's Creative Ideas. Hôm nay chúng tôi có một dự án vui và dễ làm để dùng cho bất cứ phòng nào trong nhà. Đúng vậy, chúng tôi sẽ chỉ quý vị cách làm những tấm lót bằng gạch khảm mosaic. Chị Christy, chúng ta hãy bắt đầu với những gì sẽ cần cho dự án. Ok, rất đơn giản. Quý vị cần một ít gỗ. Cho dự án hôm nay, tôi mang theo gỗ sôi và gỗ thông ép. Mấy miếng gỗ cắt thật đẹp. Do chị cắt à? Đẹp quá. Không, không phải đâu. Tôi nhờ mấy người bạn trong gia hàng cấp gỗ của Lowe's giúp đấy. Họ rất vui vẻ làm giùm tôi. Tôi cũng có một ít gạch men vuông và vữa lỏng. Còn một vài thứ khác cần cho dự án. Chắc quý vị đã có sẵn trong bộ đồng nghề in Y&E dài. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Thì okay, bước đầu tiên, lấy các miếng gạch men bỏ vào một cái túi. Bọc với vải phủ, lấy búa ra tha hồ đập cho bể gạch. Vui lắm. Sau đó quý vị sẽ có đủ loại hình dáng lý thú thật đa dạng. Đập gạch ra rồi, quý vị sẽ dán các mảnh lên gỗ. Tôi thích dùng súng xịt keo không dây và dán keo ngay lên gạch thay vì lên miếng gỗ. Chọn bất cứ chỗ nào, đặt mảnh gạch lên, ấn xuống, giữ ở đó, thế là xong. Bây giờ cứ làm như vậy và quý vị cần phủ kính miếng gỗ rồi phủ vữa lên như chúng ta làm trên miếng gỗ này. Nhưng để chúng tôi chỉ quý vị cách làm vì bước này rất là quan trọng. Có điều quý vị cần lưu ý là khi mua vữa, nhớ mua đủ cho mọi người trong buổi tiệc. Nên để một xô vữa cho hai hay ba người khách quý vị mời đến. Sau khi mang găng nhựa vào, tôi sẵn sàng để trét vữa. Tôi thích dùng các bay rìa vì có lớp đệm. Nhưng nếu ở nhà quý vị có các bay thường, cũng được lấy vữa cho nhiều rồi trám vào các khe hở vuốt cho mịn như thế này này, quý vị cũng nên lưu ý vuốt cho đều các mép gỗ để khi hoàn tất rìa tấm lót trông rất là đẹp. Đúng vậy, còn chưa xong đâu. Để chúng tôi làm tiếp, bây giờ nhúng ướt một miếng bọt biển rồi lau sạch tấm lót theo một chiều. Chỗ vữa nào dư có thể lau sạch lại bằng vẽ. Rất là đơn giản, chỉ có vị thôi. Sau cùng, quý vị có một tấm lót hoàn tất thật đẹp, tôi thích lắm và tôi dùng chúng khắp trong nhà như để trong phòng tắm để lót ly cà phê trông thật dễ coi và hãy nhớ bảo vệ mặt bàn với miếng nỉ dán vào phía sau tấm lót chỉ đơn giản vậy thôi chúng tôi lúc nào cũng có những dự án hấp dẫn mời quý vị vào xem thử tại lowes.com/vietnamese